Còn hãng tin RIA Novosti của Nga trong ngày hôm qua đã đưa tin quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã vào đến hiện trường máy bay rơi và nhiệm vụ của họ là đảm bảo quốc tế có mặt giám sát tình hình hiện trường trong khi chờ đợi các chuyên gia hàng không đến. Những quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng làm nhiệm vụ kiểm tra hiện trường đã an toàn hay chưa và đánh giá tình trạng các thi thể mảnh vỡ và hộp đen. Trước đó, nhóm tiếp xúc gồm các đại diện của Ukraine, Nga và OSCE đã nhất trí với lực lượng ly khai về việc thiết lập một khu vực an toàn xung quanh hiện trường máy bay rơi. Khu vực này rộng 20 km. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tình huống Khẩn cấp Ukraine cho biết đã kiểm tra 18 km2 trong 25 km2 hiện trường ở chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại Rabov của Donetsk thuộc miền đông Ukraine, và cho đến nay đã có 186 thi thể được tìm thấy, chưa tìm thấy ai sống sót.